được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp cầu du học do Ban chuyên đề Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Quý vị khán giả thân mến, Hoa Kỳ, một trong những nền giáo dục bậc nhất thế giới và luôn là một điểm đến đáng mơ ước của nhiều du học sinh, Mỹ còn là đất nước rất hấp dẫn bởi một nền văn hóa đa dạng. Tuy nhiên, các trường đại học ở Mỹ cũng có nhiều điều kiện tuyển sinh khá khắt khe. Đặc biệt, nếu bạn muốn giành được học bổng thì rất cần một bộ hồ sơ mạnh và gây ấn tượng với hội đồng tuyển sinh. Vậy bí quyết nào để trúng tuyển vào các trường đại học Mỹ và có phải du học Mỹ chỉ dành cho những bạn vừa học giỏi, vừa nhà có điều kiện hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay trong chương trình ngày hôm nay quý vị nha. Xin được giới thiệu hai vị khách mời của chúng ta. Xin trân trọng giới thiệu anh Phạm Huy Hùng, Giám đốc đào tạo các chương trình SCT, GMAT, GAE tại Don English. Xin chào Diệu Thu, xin chào quý vị khán giả của chương trình Nhịp cầu du học. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một cô gái rất xinh đẹp và tài năng. Xin được giới thiệu bạn Đoàn Lâm Tâm Nhi, sinh viên tại Northwestern University. Em chào chị Diệu Thu, em chào các vị khán giả của chương trình. Đặt chân đến Hoa Kỳ, quốc gia đứng thứ ba thế giới về diện tích lẫn quy mô dân số. Sinh viên quốc tế khó có thể bỏ lỡ các trải nghiệm kỳ thú như thắp lửa trại dưới trời sao tại vườn quốc gia Yellowstone lâu đời. Quây quần thưởng thức món gà tây đậm đà mỗi mùa lễ hội. Hay hết mình cổ vũ trận Super Bowl kịch tính hàng năm. Hoa quyện bởi nhiều giá trị văn hóa đa sắc tộc, nên giáo dục Mỹ mở ra muôn vàn góc nhìn cho từng vấn đề, khuyến khích người học bày tỏ quan điểm và tôn trọng sự khác biệt. Mỹ có 7 trường được tạp chí Times Higher Education gọi tên vào top 10 bảng xếp hạng đại học thế giới mới nhất, trong đó một số điểm đến như Đại học Harvard, Đại học Stanford, Học viện Công nghệ Massachusetts, lẫn Đại học Princeton, đều là lựa chọn hàng đầu của nhiều thế hệ sinh viên nước ta. Tới cuối năm 2022, thống kê của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ghi nhận, Việt Nam dẫn đầu khu vực Đông Nam Á và thuộc top 5 toàn cầu về lượng du học sinh đang theo đuổi tri thức ở các đại học tại xứ sở cờ hoa. Trên khắp 50 bang, khoảng 26.000 sinh viên nước ta hiện học tập và nghiên cứu trong hàng loạt lĩnh vực từ quen thuộc như kỹ thuật, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin đến độc đáo cùng truyền thông số, nghệ thuật thị giác. Nhằm giúp sinh viên giảm thiểu mức chi phí cả năm vốn dao động từ 20 đến 80 ngàn đô la Mỹ. Các đại học tại Mỹ áp dụng đa dạng gói học bổng và hình thức hỗ trợ tài chính như trợ cấp, giới thiệu việc làm thêm trong trường, cho vay. Người học sẽ nhận bằng cấp mang giá trị quốc tế qua các chương trình đào tạo, vừa chú trọng nâng cao kỹ năng mềm, lại hướng đến chinh phục mục tiêu nghề nghiệp. Ứng viên cũng nên nêu rõ kế hoạch công tác sau này để tăng khả năng đậu visa Hoa Kỳ. Tâm Nhi thân mến, không biết là vì sao mình lại lựa chọn Mỹ du học thay vì rất là nhiều quốc gia khác trên thế giới, và sau khi trải nghiệm học một năm ở Mỹ rồi thì có điều gì để lại ấn tượng cũng như là giống với cái hình dung ban đầu của em hay không? Bản thân em cũng là một người thích tìm tòi và trải nghiệm, vì vậy nên mong muốn du học của em là được tiếp cận với một môi trường học đa dạng văn hóa, thì em đã lựa chọn nước Mỹ. Em thật sự rất yêu thích là Jello Day hoặc là ngày hội văn hóa của trường. Đó là ngày hội mà tất cả các bạn học sinh sẽ cùng nhau giới thiệu về quốc gia, nói về nét đặc trưng riêng của dân tộc họ. Và chính bản thân em cũng đã được nói về đất nước Việt Nam của mình. Em đã có cơ hội được tham gia các màn trình diễn và được
nghe giảng thuyết. Hiện nay thì rất là nhiều trường đại học ở Mỹ sẽ đặt ra cái tiêu chí đầu vào khá là khắt khe, nên là đặt ra rất là nhiều những cái lo lắng và trở ngại cho các bạn du học sinh khi ứng tuyển. Vậy không biết là chúng ta cần lưu ý những cái tiêu chí nào để mình có thể đổ được vào các trường đại học ở Mỹ, cũng như là bộ hồ sơ apply ứng tuyển của chúng ta cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn nào cụ thể ạ? Theo thứ tự quan trọng từ trên xuống dưới ha, thì đầu tiên dĩ nhiên là bảng điểm cấp 3 là học sinh sẽ phải có một thành tích học tập xuất sắc khi mà nộp vào một trường, nhất là những trường top 10 như là Northwestern University của Nhi chẳng hạn, thì là học sinh nào cũng là điểm cao hết rồi. Họ sẽ dựa vào bài luận tuyển sinh. Thì bài luận tuyển sinh lúc này là coi như là thổi hồn của học sinh vào trong cái bộ hồ sơ. Và các trường trong top 100 sẽ phải thi bài SAT. Học sinh Việt Nam nói riêng thì còn phải nộp thêm những bài chuẩn hóa mà để chứng minh trình độ tiếng Anh, ví dụ như là IELTS hoặc là TOEFL. Mình cần 3 thư giới thiệu, 2 thư giới thiệu của giáo viên bộ môn và 1 thư giới thiệu của cố vấn học tập. Ở Việt Nam thì các bạn thường hay nhờ các giáo viên chủ nhiệm hoạt động ngoại khóa, cũng là một trong những yếu tố quan trọng để giúp học sinh được nhận vào trường. Quả thật như anh Hùng chia sẻ thì có rất là nhiều những tiêu chí mà chúng ta phải quan tâm và chuẩn bị thật kỹ lưỡng để có thể tự tin ứng tuyển vào các trường đại học ở Mỹ. Tâm Nhi thân mến, trước khi mà em nhận được tin là mình trúng tuyển và lựa chọn học tại Northwestern thì em trước đó em có apply vào nhiều trường khác ở Mỹ hay chưa, và em cân nhắc những cái yếu tố gì khi mình lựa chọn ứng tuyển vào các trường đại học ở Mỹ? Yếu tố tài chính có thể đem các bạn từ một biển các sự lựa chọn thu hẹp lại rất nhiều, từ quốc gia này sang quốc gia khác, từ chương trình học này sang chương trình khác, và cũng có thể là chính quyết định đi du học của các bạn. Vì vậy nên các bạn nên trước hết có những cuộc nói chuyện thật là chuyên sâu với gia đình, cũng như là thật sự nhìn nhận những khả năng của bản thân. Năm ứng tuyển thì em đã gửi lên tới tận 20 đơn cho các trường khác nhau. Em đã phân loại các trường thành nhiều góc nhỏ khác nhau. Ví dụ như là reach của em là những trường mà em thật sự mong muốn nhưng mà có thể sẽ hơi ngoài tầm với khả năng của em. Những safety school là những trường mà sẽ có một khả năng cao hơn tiếp nhận em. Dù đã nới lỏng nhiều quy định cho phép làm thêm trong trường, song công việc ngoài giờ lên lớp vẫn ít được ưu tiên ở Mỹ. Do đó, người học thường chủ động trang trải tài chính bằng cách ứng tuyển các học bổng toàn phần do chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ thường niên. Hai chương trình Hilbert H. Humphrey và Fulbright nhận về sự quan tâm của đông đảo sinh viên quốc tế khi không chỉ cung cấp học phí, sinh hoạt phí, phí đi lại, bảo hiểm cùng nhiều hạng mục khác, mà còn mang tới cơ hội tiếp cận các chuyên gia, lãnh đạo, giúp du học sinh trau dồi kinh nghiệm hữu ích xuyên suốt thời gian theo học. Hệ thống hơn 3.000 cơ sở giáo dục đại học tại Mỹ được xếp thành 4 nhóm. Các đại học quốc gia như Đại học Boston, Đại học bang Arizona thường xuyên liên kết đối tác tổ chức thực tập chuyên sâu. Còn nhóm đại học vùng như Đại học Trinity, Đại học Fairfield tập trung xây dựng không gian học thuật truyền cảm hứng, giàu tính tương tác giữa giảng viên với người học. Giảng đường đại học cộng đồng như Đại học Taylor, Đại học Colby Sawyer lại đẩy mạnh hoàn thiện sản phẩm thuộc ngành nghề cụ thể. Đáng chú ý, mô hình đại học khai phóng như tại Đại học Amherst, Đại học Lafayette thu hút nhiều lớp sinh viên, đặc biệt là Gen Z, phát triển toàn diện qua phương pháp Learn to Learn, học cách học, kết nối chặt chẽ nhiều lĩnh vực cùng lúc. Tùy vào nhu cầu và giá cả, du học sinh có thể đăng ký ký túc xá của trường, chia sẻ phòng trọ với bạn bè, thuê căn hộ riêng hoặc sinh hoạt cùng gia đình bản xứ khi du học Mỹ. Trên hết, sinh viên cần nắm rõ an ninh chỗ ở, đảm bảo bản thân di chuyển thuận tiện tới những địa điểm quan trọng và thấu hiểu người sống chung nhằm hòa hợp nhanh chóng trong môi trường mới. Việc mình phân loại cũng như là tìm hiểu kỹ về các nhóm trường đó để mình có thể đánh giá được là năng lực bản thân mình phù hợp tới đâu, và đương nhiên là apply càng nhiều trường thì đôi khi cũng sẽ là một cái thuận lợi cho các bạn thôi, để ví dụ như không được nguyện vọng này thì mình còn có thể sang nguyện vọng khác. Tuy nhiên chúng ta vẫn nên tìm hiểu thật kỹ để đưa ra được những lựa chọn chính xác nhất, đúng không ạ?
Và nhiều người hay nghĩ là khi mà đi du học thì chỉ dành cho những bạn mà học thật giỏi nè, hoặc là có bảng thành tích rất xuất sắc luôn. Thì vấn đề này có thực sự đúng không anh Huy Hùng nhỉ? Điểm SAT mình cao rồi, điểm trung bình trong lớp học cũng cao, viết bài luận xuất sắc thì dĩ nhiên là cơ hội mình được nhận vào sẽ cao hơn. Hùng thì Hùng thấy là đi du học có thể là dành cho tất cả mọi người, chứ không nhất thiết là chỉ dành cho học sinh giỏi. Mặc dù là mình chưa có điểm cao hoặc là chưa có thành tích học tập nổi bật, nhưng nếu mình cố gắng thì mình vẫn có thể được nhận vào những trường mà phù hợp với khả năng của mình. Với cái kinh nghiệm trước đó của mình thì Tâm Nhi có thể chia sẻ thêm là mình nên chuẩn bị bài luận như thế nào để thật tự tin đưa vào hồ sơ ứng tuyển cũng như là mang lại cái hiệu quả cao nhất không? Bài luận quan trọng nhất là personal statement, luận văn cá nhân, chỉ vỏn vẹn là 650 từ thôi. Em đã dành gần 3 tháng để viết từng bản thảo này qua bản thảo khác và chỉnh sửa. Em đã thật sự nỗ lực để sáng tạo nên những cái tôi rất là xuất sắc và rất là siêu việt trong bài luận của mình. Khi mà đặt lên bàn cân thì cái sự chênh lệch giữa nét riêng của các bạn học sinh so với những câu từ hoa mỹ trở nên rất rõ rệt trong mắt của các thầy cô tuyển sinh. Sau khi ý thức được điều đó thì em đã đổi định hướng tiếp cận bài luận của mình, tập trung khai thác vào những gì mà bản thân đang sở hữu cũng như là những gì bản thân có thể đem lại cho ngôi trường. Sau khi chúng ta đã hoàn thiện sản phẩm thì khoảng thời gian sau đó mới thật sự là khoảng thời gian để chúng ta nhìn nhẩm lại cũng như là khai thác sâu hơn những trải nghiệm sống mà các bạn cho rằng quý giá và các bạn đã học tập và tiếp thu từ đó các bạn trưởng thành. Trước khi nộp em vẫn dành gần 2 tiếng đồng hồ chỉ để đọc đi đọc lại. Và anh Huy Hùng thân mến, nếu như mà chúng ta muốn du học bậc cử nhân, tức nghĩa là sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông rồi, thì các bạn phải thiết kế cái lộ trình luyện thi bài thi SAT từ bao giờ và nên đặt cho mình cái mục tiêu phấn đấu ra sao để đạt được hiệu quả như mong muốn ạ? Bài thi SAT là bài thi dành cho cả học sinh bản xứ lẫn học sinh quốc tế, cho nên là sẽ có một độ khó nhất định, chưa kể là có cả toán trong đó nữa. Nếu như lớp 12 là phải nộp điểm từ học kỳ đầu tiên thì học sinh sẽ cần phải bắt đầu luyện thi từ 2 năm trước đó. Ví dụ như lớp 10, các trường sẽ có một giới hạn số lượng học sinh được nhận vào. Các trường top 10 như là Northwestern của Nhi đi, thì trung bình mỗi năm không nhận quá 3 học sinh Việt Nam. Để đạt được học bổng, học sinh Việt Nam sẽ cần phải đặt mục tiêu là 1.400 trở lên. Bên cạnh cái vấn đề là năng lực của bản thân nè, cũng như là các kỹ năng tiếng Anh, rồi kỹ năng chuyên môn và xã hội khác, thì một cái yếu tố mà gây ấn tượng với hội đồng tuyển sinh nữa đó chính là các hoạt động ngoại khóa. Với kinh nghiệm của mình thì Tâm Nhi có thể chia sẻ là chúng ta nên lựa chọn các hoạt động ngoại khóa như thế nào để thực sự nổi bật giữa rất là nhiều ứng viên xuất sắc ngoài kia. Trước tiên là các bạn nên chắt lọc và chọn lọc những hoạt động mà bản thân mình đã có thời gian gắn bó lâu dài, bộc lộ được những kỹ năng của bản thân như là kỹ năng làm việc với cộng đồng, kỹ năng lãnh đạo, tính tự giác và độc lập. Và từ đó các bạn sẽ thể hiện được bản thân một cách trọn vẹn nhất trước mắt những nhà tuyển sinh. Một vấn đề đáng lo ngại nữa khi du học Mỹ đó chính là kinh tế phải vững vàng. Nhiều người nghĩ như vậy có đúng không ạ? Và chúng ta nên xác định cái mức tài chính của bản thân mình tới đâu, cũng như là cái cơ hội nào để mình có thể xin học bổng. Trong các học sinh của Hùng thì có nhiều bạn đóng trung bình khoảng 20.000 đô một năm. Có điều kiện tài chính thì mình có nhiều sự lựa chọn hơn. Còn trong trường hợp ví dụ như điều kiện tài chính của gia đình mình hơi eo hẹp thì mình có thể xét những trường mà cho học bổng nhiều. Ví dụ như là các trường trong khối đại học khai phóng hoặc là các trường xếp top đầu, thì các trường này thường có chế độ là need blind admission, sẽ nhận học sinh trước rồi sau đó nếu học sinh cần bao nhiêu là trường sẽ đáp ứng cho bấy nhiêu luôn. Trường càng cho nhiều tiền thì điểm mình càng phải cao, thành tích mình càng phải nổi bật. Rất là cảm ơn những chia sẻ hữu ích từ hai vị khách mời là anh Huy Hùng và Tâm Nhi ngày hôm nay, và ước mơ du học Mỹ của các bạn sẽ dễ dàng chấp cánh hơn bao giờ hết, bởi vì mình cũng gỡ rối được những cái lo lắng này, trăn trở của tất cả các bạn du học sinh rồi. Và một lần nữa thì xin chúc sức khỏe hai vị khách mời ạ. Hy vọng là chương trình kỳ này đã mang tới cho các bạn thật nhiều bí kíp hữu ích để lên kế hoạch chuẩn bị thật tốt trước khi bắt tay vào đăng ký các trường đại học ở Mỹ nhé. Và chúc cho các bạn sẽ đạt được ước mơ du học của mình. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Nhịp cầu du học kỳ sau với những bí quyết chuẩn bị kỳ thi SAT, một trong những yếu tố rất quan trọng để ứng tuyển chương trình cử nhân Mỹ nhé. Đến đây thì chương trình Nhịp cầu du học tuần này cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả quý vị. Đừng quên đón xem chương trình vào khung giờ quen thuộc 7:40 sáng chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 quý vị nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.